Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Lộc. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một sự kiện airdrop đến từ sàn giao dịch Husky, một sàn giao dịch rất là xịn, có dàn backer lớn cũng như là đã raise được cái số vốn lên đến là 500 triệu đô ha, và hiện tại đã có giấy phép hoạt động ở Hồng Kông. Trong sự kiện airdrop này thì chúng ta sẽ nhận được là 8 token HSK, đồng token sàn của Husky. Trước khi vào tham gia airdrop thì chúng ta cùng xem qua một số thông tin của cái sàn này. Ở sàn này thì chúng ta sẽ có hai phần ha. Đầu tiên đó là phần sàn exchange, phần để chúng ta có thể giao dịch. Thứ hai là chúng ta có phần DID, là phần domain, phần tên miền của sàn ha. Ở trên trang website này thì chúng ta cũng có thể xem được một số cái thống kê, những cái thông tin của dự án cũng như là quá trình hoạt động của dự án. Với cái số vốn ra được lên đến là 500 triệu đô, cùng với đó là dàn backer rất là khủng từ nhiều nền tảng và các cái quỹ lớn ha. Nên tiềm năng của dự án này sẽ rất là lớn ha, và phần thưởng chúng ta nhận được trong cái sự kiện airdrop lần này á, sẽ là 8 token HSK. Rồi, tiếp theo về các bước tham gia thì đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào cái đường link sàn exchange của đó để đăng ký tài khoản ha. Và chúng ta sẽ sử dụng mail để đăng ký. Rồi, bước thứ hai là chúng ta sẽ set up về password. Rồi các bạn sẽ nhấn vào phần là I have read ha, rồi nhấn vào đăng ký. Tiếp theo dự án sẽ gửi cho các bạn một cái mã xác nhận ha. Chúng ta xem lại email và tiến hành điền lại vào đây. Ok, thì như vậy là chúng ta đã đăng ký tài khoản thành công. Nếu các bạn sử dụng PC thì chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link này và chúng ta nhấn vào phần ba gạch ở đây để tiến hành là đăng nhập ha, nhấn vào sign in. Ở đây thì các bạn sẽ điền lại email mà các bạn đã đăng ký tài khoản. Rồi nhấn vào phần send code ha, nó sẽ gửi cho chúng ta một cái OTP. Rồi các bạn sẽ tích vào cái dấu tích dưới đây ha. Sau đó nhấn vào phần sign in. Đó, thì như vậy là chúng ta đã đăng nhập được vào cái Husky sàn exchange. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào phần continue. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta join vào hai cái mạng xã hội của dự án là Telegram và Twitter ha. Các bạn nhấn vào join. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấn vào follow trang Twitter ha. Bước thứ ba nó sẽ yêu cầu chúng ta là set up về phần thông tin tài khoản, thì các bạn nhấn vào chữ star ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ điền về tên và tên đệm ha. Tiếp theo là chọn giới tính, rồi quốc tịch. Chúng ta sẽ tìm chọn Việt Nam ha. Ở trên máy tính thì các bạn sẽ click vào từng cái để chọn quốc gia. Đó, chúng ta không thể kéo được. Còn ở trên điện thoại thì nó sẽ thao tác dễ dàng hơn. Rồi, sau khi chọn được Việt Nam thì chúng ta sẽ nhấn vào phần được ha. Về phần nơi sinh thì cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ click vào từng cái như thế này. Bước cuối cùng là lựa chọn ngày tháng năm sinh, thì các bạn cứ nhấn vào rồi chúng ta set up về ngày tháng năm sinh ha. Rồi chúng ta nhấn vào chữ kế tiếp. Phần này là về số điện thoại, thì chúng ta sẽ tìm mã 84 của Việt Nam. Đối với trên PC nếu mà các bạn làm thì nó sẽ có phần cực hơn, là chúng ta sẽ cần phải click từng cái như thế này để chúng ta lựa chọn ha. Còn đối với điện thoại thì chúng ta có thể vuốt để tìm kiếm. Và hiện tại dự án này còn đang rất là mới cũng như là nhiều người tham gia, nên là nó sẽ xuất hiện một vài lỗi ha. Như là cái lỗi về xác minh số điện thoại nè. Các bạn sử dụng PC nếu mà không tìm được cái mã cộng 84 mã vùng của Việt Nam thì chúng ta có thể chuyển sang điện thoại ha. Và ở đây mình cũng không tìm được cái mã 84 của Việt Nam ha, nên là mình sẽ chuyển sang điện thoại làm cho các bạn xem. Rồi, và ở trên điện thoại thì nó cũng không khác gì với PC ha. Và ở trên điện thoại đó thì các bạn có thể kéo được như thế này. Chúng ta tìm cái quốc gia Việt Nam nào và chúng ta tìm cái mã vùng số điện thoại thì các bạn có thể kéo được. Còn PC thì chúng ta chỉ click thôi ha. Và ở trên điện thoại khi chúng ta kéo xuống dưới cùng thì chúng ta sẽ thấy được cái mã 84 ha. Đó, nên là nếu mà anh em mà chúng ta không thấy ở trên PC đó, thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại để tìm. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm cái lỗi thứ hai, đó là lỗi xác nhận số điện thoại ha. Khi các bạn điền số điện thoại vào đây, chúng ta nhấn vào send code đó thì nó sẽ không gửi mã OTP cho các bạn. Đó, thì hiện tại mình thấy anh em trong group CCA đang gặp rất là nhiều cái lỗi này. Có người làm được, có người không ha. Nên là chúng ta cứ thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần. Sau khi làm xong tất cả cái bước về xác minh số điện thoại á, thì chúng ta sẽ có thêm hai cái nhiệm vụ. Đó là hai nhiệm vụ làm bài test ha. Về phần trả lời câu hỏi này thì các bạn sai bao nhiêu lần cũng được ha. Sai thì chúng ta sửa lại, chúng ta cứ làm tiếp. Tuy nhiên thì để tiết kiệm cái thời gian của các bạn hơn thì các bạn có thể dựa theo những cái phần câu hỏi mình đã làm sẵn ở đây. Đó, các bạn có thể dừng màn hình lại để xem ha. Tất cả sẽ có 10 câu hỏi.
Sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ nhấn vào Submit. Rồi sau khi làm bài test xong thì chúng ta sẽ được cái dấu tích màu xanh ha. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái bài test thứ hai. Thì ở bài test này các bạn chỉ cần tích vào các cái dấu tích đồng ý thôi. Và sau khi hoàn thành tất cả 5 nhiệm vụ thì chúng ta sẽ nhấn vào phần là Claim HSK Reward ha. Thì các bạn sẽ claim được 8 đồng token về ví. Để kiểm tra được đồng token thì chúng ta có thể quay lại phần tài khoản nè. Chúng ta nhấn vào phần 3 gạch ha. Rồi các bạn sẽ nhấn vào phần My Reward. Thì 8 đồng token nó sẽ xuất hiện ở trong đây. Như vậy là chúng ta đã nhận được phần thưởng ha. Rồi và sau khi đã làm thành công token thì chúng ta sẽ làm luôn những cái nhiệm vụ như dưới đây ha. Đó là claim thêm các NFT của Husky và tạo một cái tên miền ID của Husky ha. Để claim được cái NFT Husky này thì các bạn sẽ vào cái đường link như trên. Nó sẽ dẫn chúng ta tới cái trang web này. Các bạn tiến hành kết nối ví. Chúng ta sẽ tiến hành approve và ký ha. Sau khi kết nối ví thì các bạn sẽ nhấn vào chữ claim và chuẩn bị thêm một ít matic để làm phí ga ha. Ok thì như vậy là đã làm NFT thành công và các bạn có thể check ở trong cái phần này. Tiếp theo sau khi đã claim được NFT thì chúng ta sẽ vào cái đường link thứ tư để tạo ID và min ha. Đầu tiên các bạn cũng sẽ kết nối ví. Sau khi kết nối ví các bạn sẽ thấy được cái phần là claim your DID ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ lựa chọn mạng lưới để claim, các bạn lựa chọn BNB hoặc là Polygon cho phí nó rẻ ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào chữ Buy Creating ở đây. Rồi nhấn vào Next. Tiếp theo là phần đặt tên domain ha, đặt tên miền. Và tên miền này sẽ có cái đuôi là .key. Rồi các bạn nhấn vào Next. Ok thì sau khi chúng ta đã hoàn thành các bước trên thì các bạn sẽ đến cái phần là tạo avatar ha. Các bạn có thể lựa chọn avatar riêng của các bạn là cái hình này. Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn cái ID. Avatar là avatar của dự án ha. Rồi thì các bạn lựa chọn cái nào cũng được. Chúng ta nhấn vào Next. Và phần DID này thì nó khá là hay. Nó có thể lựa chọn được khuôn mặt nè. Rồi lựa chọn cả màu áo nè. Lựa chọn kiểu áo ha. Và lựa chọn cả quần. Đó thì các bạn cứ lựa chọn rồi chúng ta nhấn vào Next ha. Ở bước này thì chúng ta có thể chọn thêm màu. Đó thì các bạn thích màu nào trong cái những cái màu này thì các bạn cứ lựa chọn. Và chúng ta nhấn vào phần Claim ha. Ở bước claim này các bạn lựa chọn mạng lưới nào thì chúng ta chuẩn bị cái đồng token của mạng lưới đó ha. Nên là các bạn lựa chọn mạng Polygon hoặc là mạng BNB đó cho phí nó rẻ. Rồi ok, như vậy là cái DID của các bạn đã min thành công ha. Và chúng ta có thể xem ở cái phần là Go to my DID nè. Ở trong phần DID này thì chúng ta nhớ là liên kết thêm cái phần tài khoản Discord ha. Rồi ở đây sẽ có cái phần là Verify. Hiện tại thì chưa cần thiết, tuy nhiên thì khi dự án nó phát triển nó ra mainnet thì chúng ta sẽ cần phải verify tài khoản bằng hộ chiếu. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phần Google Authent nè, các bạn có thể thêm vào ha. Và ở đây các bạn sẽ thấy được cái phần Space nè, đây giống như là cái mạng xã hội của nó vậy đó. Các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ dẫn các bạn tới một cái phần như là mạng xã hội ha. Ở đây thì các bạn có thể follow người khác hoặc là người khác có thể follow các bạn, thì hiện tại nó đang khá là lắc nên là mình không có vào được cái trang này ha. Chúng ta có thể sử dụng cái đường link này để mời người dùng khác follow chúng ta ha, hoặc là chúng ta follow họ. Và nếu anh em có nhu cầu follow chéo với nhau thì các bạn có thể để lại comment ở phía dưới video ha. Hoặc là join vào bài post của CCA trên Telegram. Các bạn có thể vào phần comment để follow chéo với nhau ha. Và cuối cùng thì các bạn có thể vào trang Twitter trong cái bài viết của CCA về cái sự kiện này. Để các bạn có thể thả cái link chéo đây ha. Ở trên Twitter thì chúng ta sẽ có thể thả link dễ dàng hơn. Hiện tại dự án này đang có số lượng người tham gia rất là lớn ha, nên là khi chúng ta tham gia sẽ gặp rất là nhiều lỗi. Nếu không làm được ở trên PC thì các bạn có thể chuyển sang điện thoại ha, và chúng ta cứ làm đi làm lại nhiều lần. Nên ở kèo này thì các bạn chịu khó một chút xíu ha.
Với số vốn ride được hiện tại lên đến là 500 triệu, cùng với đó là dàn backer cực kỳ khủng, nên là mình cũng hy vọng dự án này nó sẽ thành công trong tương lai để chúng ta có thể nhận được lợi nhuận. Rồi vậy thì tổng hợp lại đối với dự án Husky này thì chúng ta đầu tiên sẽ tạo tài khoản ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ truy cập vào cái đường link thứ hai để đăng nhập và làm các cái nhiệm vụ để verify và nhận được 8 token HSK, đồng token chính của dự án. Thứ ba chúng ta sẽ claim thêm một cái NFT và cuối cùng là chúng ta tạo ID, tạo tên miền ha. Về các bước làm NFT và tạo ID thì các bạn nên lựa chọn những cái mạng lưới phí rẻ như là Polygon hay là BNB. Rồi và video của mình đến đây cũng xin kết thúc. Nếu các bạn có thắc mắc gì thêm thì chúng ta có thể để lại comment ở phía dưới video hoặc là join group CCA ha. Nếu thấy video hữu ích thì có thể để lại cho mình một like và một subscribe. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.